Hello mọi người, lại là Hoàng đây. Hôm nọ thì sau khi mình review mấy cái tai nghe thì có một số anh em comment là: "Anh ơi, anh review cái đồng hồ giống Apple Watch đi anh. Bạn ơi, bạn review thử cái đồng hồ này đi." Thì đấy, thế là mình lên Shopee mình tìm thì mình thấy nó ở đây. Đấy, thì trông ở trên cái hình ấy nó rất là giống con Apple Watch Series 4. Thì đây, mình đặt ở đây rồi. Cái hộp nhìn khá là xinh. Thì bây giờ mình sẽ mở hộp ra và kết nối với lại điện thoại máy tính để thử xem là liệu cái con này với cái giá nó chỉ là 350.000 nó có hoạt động gọi là ok hay là không nhá. Đây, nhìn chung thì mình thấy cái chiếc hộp nó khá là xinh, trông khá giống những hộp của những cái đồng hồ xịn ấy, những cái kiểu thương hiệu xịn. Đây thì phiên bản mình là màu bạc, ở đây đằng sau này có một số cái thông tin như kiểu là có thể là bước chạy này, rồi nhịp tim này, rồi đo những bước đi này, rồi thông báo này, calo, rồi chụp ảnh, rồi gọi điện, rồi nghe nhạc các thứ. Đây nó ghi là thời lượng pin có thể từ 3 cho tới 5 ngày, dung lượng pin là 340 mAh, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ đó, và có một cái mã QR nữa. Bây giờ mình sẽ mở cái hộp này ra luôn để xem nó có những cái gì. Đây, hộp thì khá dễ mở, rất thích cái hộp này thiết kế trông rất là xịn ấy. Đây hết rồi. À, bên dưới là có hướng dẫn sử dụng này và một cọng dây micro USB. Đây, ứng dụng thì là tiếng Trung Quốc, rất là dài và chất liệu giấy rất là xịn. Khá ngạc nhiên. À đây, qua tiếng Anh đằng sau nữa. Đấy, thôi bỏ qua một bên đi. Không cần đọc nhiều những cái này đâu, mình có biết tiếng mà đọc. Rồi, nhưng mà chính thì chúng ta đây rồi. Đã cứng hết. Ok, rồi. Đây chính là nhân vật chính của chúng ta. Chiếc đồng hồ W34. Đó, thì chúng ta tháo như này. Đây. Mặt dưới của nó là mình thấy thiết kế mặt dưới này này khá là giống với thiết kế của con Series 4, là đằng như con Series 4 ấy là mặt đằng sau này là mặt bằng gốm, nhưng mà con này thì mình nghĩ khả năng cao chỉ bằng nhựa thôi. Chỗ này là cái chỗ để cảm biến nhịp tim này. Con này thì có viền bằng kim loại nhá. Viền bằng kim loại. Đấy. Cái nút này thì xoay được nhưng mà không biết là liệu bật lên nó xoay đấy không thì mình không rõ. Con này thì có một thiết kế nó hơi khác so với con Apple Watch Series 4, đó là ở bên Series 4 ấy thì đây có một cái nút này, nút nguồn tăng tắt bật hoặc là để gọi những gọi khẩn cấp. Còn trên con này thì cái cạnh này nó chỉ có mỗi cái mic ở đây thôi. Và bên cạnh trái thì lại là một cái khay micro USB như thế này cùng cả loa. Nói chung thì nó hơi khác một tí, nói chung thì hàng fake mà. Biết sao bây giờ? Con này thì không tháo được dây nhá. Không tháo được dây ở đây. Như các con Series 3, Series 4 ấy sẽ có một cái nút bấm ở đây để bấm, nhưng con này thì không có thể tháo được dây. Giờ sẽ bật nó lên. Cái màn hình con này thì không đẹp giống như của con Series 4 đâu. Mình cho anh em xem luôn. Rồi, khi bật lên thì sẽ cho lựa chọn xem có tiếng Việt không nào. Chết rồi. Ấn nhầm mất thành tiếng ấy rồi. Thì mình sẽ chỉnh lại vậy. Thành tiếng gì này? Rồi, mình sẽ chỉnh lại vậy. Đây, mình sẽ reset máy lại nhá. Reset lại, nó sẽ ra được tiếng lựa chọn ngôn ngữ ban đầu. Rồi. Đây, có tiếng Việt nha mọi người nhá. Đó, có tiếng Việt rồi. Đây, khi vào đồng hồ nó sẽ như này. Tôi sẽ đeo vào tay, mọi người nhìn thấy cái độ to của nó so với lại con Mi Band 4 của mình. Con này đeo thì nó sẽ đeo như này. Gắn vào đây đã. Đây, nó ấn vào đây. Rồi, như thế này. Đó, sẽ bật lên. Nút này thì nó là nút home. Đây, đây có một số các cái chức năng là cuộc gọi này, tin nhắn này, thông báo này, nhịp tim này, các thứ. Mình sẽ vào thử cài đặt xem nó có cái gì đã. Đây, trong phần cài đặt thì sẽ có cài đặt Bluetooth này, đồng hồ thì nó sẽ có hai một số các kiểu đồng hồ. Đây, đây, đây là cái mặt mặc định của nó nhá. Đây một mặt khác này, ba mặt, bốn. Đây còn lại chỉ có ba bốn loại mặt này thôi. Đấy, mình sẽ chọn loại này cho đẹp. Trông có support một tí. Thời gian đồng hồ là sao? Chắc phải có chứ. Rồi. Đây, ngày giờ không chỉnh được, không hiểu sao thế. Đây. Con này thì kéo ra này là để back nha mọi người nhá. Kéo ra này là sẽ trở lại màn hình cũ. Đấy. Còn một số tính năng nữa, tính năng theme này. Chúng ta có thể lựa chọn hai cái chủ đề. Ấn vào đây. Đấy thì cái nền nó sẽ có một tí bong bóng như này. Còn ấn vào đây thì nền nó sẽ đen xì thôi.
Con này thì màn hình nó không được, nó cái cói cằm nó khá là to, cho nên là để mà dùng cái màn viền NC này mình nghĩ sẽ hay hơn, nó không bị lộ là nó quá là viền, nó màn hình quá là nhỏ như này đó. Đồng hồ đo thì nó sẽ có một số cái đồng hồ đếm giờ thứ linh tinh không. Máy tính này đấy, 1+1 bằng, đúng rồi, màn hình khá chuẩn đấy. Ok, tiết kiệm pin và chuyển động các thứ này, đây chuyển động này, lắc để wake up cử chỉ, lắc để tắt âm thanh cuộc gọi, lắc để tắt âm báo thức đấy, lắc để wake up cử chỉ này khá hay, lắc để trả lời cuộc gọi, và thử cái wake up cử chỉ đi nhá. Rồi bật rồi đây, rồi mình tắt màn hình đi, đây đây nhá, không nhạy lắm nhỉ, đấy nhạy rồi, mình thử lại phát nữa này, đây nhá, tắt đi nhá. À đấy, bật lên rồi. Nhìn chung thì cái chức năng wake up của màn hình nó hoạt động cũng tùy hứng, may mắn thôi, may rủi thôi. Thử phát nữa cho chắc chắn này, quả tao bận nhá, đây. Rồi, sáng lên rồi. Khoảng 1-2 giây sau là mới sáng lên. Nó cũng giống con Mi 3 ấy, cũng phải làm như thế, khoảng 1-2 giây sau là mới sáng lên. Cũng hợp lý thôi. Rồi, thêm còn cái gì nữa nào. Tiết kiệm pin, đấy, ấn vào thì sẽ bật lên, đấy, giảm độ sáng màn hình xuống. Tắt đi thì màn hình được rồi. Tắt đi đấy thì màn hình lại sáng lên. Nhìn chung thì mình nghĩ là cái này chỉ cần ấn vào tự tắt, ấn vào tự bật thì nó sẽ tiện hơn là kiểu ấn như này. Bây giờ mình sẽ kết nối cái chiếc đồng hồ của mình với lại cái điện thoại của mình ở đây. Đây vào phần này đã. Rồi đây thì đã nhận ra rồi. Mình sẽ ấn vào join 1 đây. Rồi kết nối nhá. Ok. Đang kết nối. Đó, như thế đã kết nối rồi. Đây mình sẽ vào Bluetooth mọi người nhìn rõ hơn. Đây, đã kết nối với đồng hồ ấy rồi. Rồi, bây giờ thì mình sẽ nghịch một số các tính năng ở trên con này. Đầu tiên, ta vào danh bạ đã. Đây, vào danh bạ thì nó hiện một số danh bạ trên của mình. Mình sẽ hiện đồng bộ với điện thoại. Đây, mình chờ một chút để nó sync được. Nó có thể đồng bộ được toàn bộ các dữ liệu, các cái danh bạ của điện thoại vào trong điện thoại của mình, vào trong đồng hồ của mình. Điều này sẽ mất khoảng độ chắc là 1-2 phút gì đó. Đó, như vậy là hiện hết tất cả các cái danh bạ của mình ở trong điện thoại đây rồi. Đấy, kể ra cái núm này mà dùng được cái tốt nhở. Mỗi tội là không dùng được. Đấy, sẽ... Đây, lướt. Đấy, rất nhiều số điện thoại luôn. Cái đặc biệt là có thể gọi trực tiếp được từ ấy nhá. Trực tiếp từ đồng hồ ra luôn. Nó chịu điện thoại luôn. Đây, mình sẽ tìm thử, mình sẽ gọi thử cho mẹ của mình. Đây, mình sẽ gọi cho mẹ của mình. Giao diện của nó thì khá là bắt chước khá iOS, khá là giống đấy. Đây, có chuông ở đây. Thì hơi rè một tí. Mẹ à? Anh nghe rõ con nói gì không? Hả? Con gọi điện con thử mic kìa mà, mẹ ngủ chưa? Mẹ đang ngủ rồi. Ủa thế à? Ủa chết. Vâng, thế mẹ ngủ nhá, xin lỗi, chào mẹ. Bye bye. Chết rồi, mình vừa gọi điện là mẹ mình thức giấc rồi, chết rồi, có lỗi quá. Con đồng hồ này thì có một cái ứng dụng để có thể điều khiển nó trên điện thoại. Thì mình ấn đây, hiện ra một mã QR để cho quét. Đây. Đó, mình sẽ ấn vào đây, vào trong web đó để tao ứng dụng về. Đây, ứng dụng này thì có cả trên Google Play và trên App Store. Thì đây là một chiếc máy Android thì mình sẽ ấn Google Play để download nó về. Đây, ứng dụng có tên là Fundo Pro. Đây, mình cài đặt. Đó, mình đã kết nối cái chiếc đồng hồ này với lại điện thoại mình rồi. Bây giờ thì mình sẽ thử một số chức năng. Đây, bấm nút camera ở đây nhé. Đó, khi bấm camera thì lập tức chiếc điện thoại này sẽ bật camera lên, cho máy lên. Đây, có thể chụp này. Đấy. Mà phòng mình khá là bừa bộn. Đấy, tách cái rồi đã lưu được hình ảnh rồi. Cái này có cả chức năng điều khiển nhạc nhá, mình sẽ bấm mở YouTube lên. Đây, đấy, bật thử một ứng dụng lên, một cái bài lên. Đây, nó hiện lên ngay lập tức cái tiêu đề của mình này, hai thông báo lại báo mình tiếp rồi cancel đã. Đây nhá,
Đó, mình đã chuyển chuyển được cái clip rồi. Đây, mình tăng giảm âm lượng này. Đấy, anh em thấy không? Tăng giảm âm lượng này. Đó. Chuyển tiếp clip, chuyển về clip cũ này. Chuyển về bấm hơi lâu một tí. Đấy, tạm dừng này. Đó, nhìn chung thì mình thấy cái chức năng điều khiển con này sau khi mà kết nối với cái ứng dụng là Fundo Pro ở đây, Fundo Pro ở đây là khá là ngon. Ok, như vậy là mình đã đánh giá xong chiếc đồng hồ W34 này rồi. Và không biết anh em thấy sao, còn mình ý, thì mình thấy là cái sản phẩm này này, nó có cái chất lượng gia công ý, khá chắc chắn, cầm kiếp khá chắc tay, không có hiện tượng ọp ẹp ở những cánh cạnh này. Thứ nữa là thiết kế của nó rất là đẹp. Tất nhiên rồi, thiết kế bắt chiếc ạ, Apple Watch thì tất nhiên phải đẹp rồi. Tuy nhiên thì vẫn có một số điểm khác biệt nhất định so với Apple Watch. Và hơn nữa là phần viền màn hình này nó vẫn khá là dày. Khi màn hình hiện nó bật lên ý, nó không thể cho chúng ta cảm giác màn hình tràn viền được. Nhưng tất nhiên là với mức giá 350.000 thì cái màn hình này mình đánh giá là cũng khá là tốt trong tầm giá. Màn hình màu đấy, hiển thị đầy đủ, màn hình cũng khá là lớn. Còn về thời lượng pin thì con này có thời lượng pin là từ 2 tới 3 ngày thôi. Quảng cáo là 3-5 ngày mà không được đâu. Nhưng mà nói chung thì thế là ok, bởi vì mình đánh giá là đồng hồ ấy thì chúng ta đeo vào khi mà làm việc xong đến cuối ngày chúng ta sạc thì vẫn ok. Nói chung mình nghĩ là những sản phẩm nào có thời lượng pin nhiều hơn một ngày đều có thể chấp nhận được với những sản phẩm đeo tay như này. Chứ nếu mà chúng ta đang đi đường các thứ, đi làm việc nhá, mà bỗng nhiên nó hết pin thì rất là tù. Như kiểu con đồng hồ trước V8 mình review ấy, nó hơn 100.000 thôi, nhưng mà kiểu dùng có 6-7 tiếng hết pin rồi, rất là tù. Con này thì pin được 2 ngày trở lên và khá là ok. Còn về các chức năng nghe gọi của nó mình thì giá là ok. Đấy, mọi người thấy rồi, mình gọi cho mẹ mình đấy, mẹ mình nghe rất là rõ, mặc dù mình đang ngủ, ngái ngủ đấy. Thế thôi nhỉ, biết là anh em có bất kỳ câu hỏi nào thì hãy comment ở bên dưới nhé, mình sẽ trả lời hết cho anh em. Thế thôi, bye bye.